Hello, xin chào đại gia đình nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huy Tí Bảo. Thì như vậy hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, thì Bảo cũng xin cầu chúc kính chúc cho tất cả các cô, các chị, các em trong cái kênh YouTube của Huy Tí Bảo có một ngày 20 tháng 10 thật là hạnh phúc và vui vẻ. Thì hôm nay 20 tháng 10 thì Bảo cũng muốn làm một cái video để gia đình ăn uống sinh hoạt vui chơi, cũng như là có một món quà bất ngờ dành cho Ngân cũng như mẹ. Đây, sẵn rồi, bật xe với cả nhà luôn nha. Đó, thì một lát nữa cái gì đó thì Bảo sẽ, khi mà Bảo tặng mẹ với Ngân thì hai người sẽ mở ra cho cả nhà coi nha. Mà lắc cái tiếng nè, đố cả nhà mình là gì. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ làm cái video ngày hôm nay nha cả nhà. Đây các bạn, hôm nay là Bảo làm hai món nha, chân gà quái thú. Bảo mua 3 kg chân gà về ướp rồi nè, hành tỏi. Cách này Bảo làm thường làm nè cả nhà, nhà mình cũng biết rồi. Bên đây mẹ đang rang đậu phộng với lại là bò nè, hôm nay là bò gỏi, bò bắp thấu. Hai món ăn ra đơn giản thôi. Chào cả nhà. Rồi, chuẩn bị bây giờ mẹ rang phộng xong bắt đầu mình sẽ tới chế biến món rang chân gà nha. Đây cả nhà ơi, chị bò gỏi bò đẹp ghê không? Hấp dẫn không cả nhà? Này em có bắp cải tím nè, ớt nè, xả sắc lát á, gừng nè. Rồi xoài non á cả nhà. Rồi cà rốt với lại hành tây. Hành tây bên này húng lủi nè. Húng lủi. Đây có đậu phộng, hành phi, nước mắm trắng. Bếp đang bừa bộn một xíu, đây là đang hãy cái này cho nước nó săn lại, nó kẹo lại là đảo đều là cái gà để nó chín thôi cả nhà. Ê em bà ơi, cô chú ơi, em ba Di nào, chú ơi. Ba Di ơi. Ủa. Con dạ ông bà cô chú đi đi. Dạ đi con. Đi. Em mới ngủ dậy ông bà ơi, mặt còn ngơ ngác. Đi. Đi ơi. Đi. Đi. Trời ơi, mặt. Ok các bạn, bây giờ xong rồi nè nha, chân gà quái thú con làm xong rồi nè. Quái thú. Rồi đây có cái bánh kem nữa nè, chúc mừng 20 tháng 10 nè. Đó, sẵn nay là chúc mừng nè, ngày 20 tháng 10 mẹ nè. Đó, Ngân đang xin thái đồ hả? Trời ơi, trời của Quanh đây. Hôm nay có 36 mình lên nữa nè, đây có gì lên nè. Đây có Nông Dân TV nè. Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ. Thì mình cũng không có gì, gia đình mình không có gì, mình có làm tặng cho bà xã mình có bánh. Bánh nhỏ nhỏ để nhớ cái ngày kỷ niệm ngày 20 tháng 10 của ngày phụ nữ đó. Mình cũng xin chúc mọi người trên toàn nước cũng như trên cả thế giới luôn, cái ngày phụ nữ có những cái ngày như thế này vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành, tốt đẹp nhất. Làm một cái bữa tiệc rất đơn giản. Người phụ nữ ở đây anh nói vậy em hiểu lầm. Phụ nữ cả thế giới, thế giới trong đó có cô Oanh nữa. Ăn hết luôn đi á, bảo à. Hết luôn. Ấy à, cái chén bị bể rồi đó. Rồi rồi. Xin hát cái. Hát cái bữa để tôi vô đi xin. Happy birthday to you. Happy birthday. Đó, không có đèn cày. Không có đèn cày. Không có đèn, không có cỡ đó. Rồi Ngân ngồi đi Ngân. Rồi, cậu lên chị bố đi con. Chả mẹ, ăn con ăn cơm hay con ăn gỏi. Con ăn gỏi ăn chân gà. Thiếu chép phải không? Con ăn chân gà phải không? Rồi, chân gà. Ủa, bữa nay không ăn chân gà. Gà ngon lắm à. Bà Bảo làm chân gà ngon lắm à. Muối Bảo. Đâu có muối. Ồ, vậy luôn rồi đó. Này ăn miếng nước mắm mà. Giới thiệu cho cả nhà cái món cái thôi. Thấu này nè. Rồi, cái chén nữa. Rồi, trộn rồi đem. Dạ, đây là cái chén nước mắm. Dạ, nước mắm trộn. Quấy lên mẹ trộn luôn mẹ ha. Hai mẹ con mình trộn nha. Đây. Hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Nè, không cho lên cơ. Món này hấp dẫn lắm. Qua lũa. Cái này Ngân làm hả Ngân? Dạ. Giữ ta. Giống như bữa hôm trước con làm cái bò bắp thóc. Nè ta phải học hỏi qua Ngân được món này. Xíu xong rồi. Rồi mời cả nhà mình dùng rửa đi. Lần đi, lần thôi. Rồi mời anh Sáu, mời Sơn. Lậu lậu. Hoàng. Rồi mời hết cả nhà. Mời cả nhà. Chén cho em nè. Rồi mời cả nhà. Rồi xin mời nha.
cải tiến cái chân gà quái thú là của YouTuber mình sẽ mở à. Đó thử coi. Quay rồi nha. Tay cà rốt. Nào thì của anh nhìn của anh biết nè. Dạ, muốn rủi. Hả? Gừng. Có lấy không? Thôi cái này phải ghi về tình giấy của anh. Thử mà sao? Biết gì không? Để có đám tiền của anh. Vô. Xin chúc các chị em phụ nữ trên thế giới này vô đây để cho một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi. Cảm ơn hai người. Rồi vậy phụ nữ hút miếng đi. Rồi. Này muốn nhà hút miếng đi. Thì vui. Rồi. Ngày phụ nữ dùng lên mà nhậu xong rồi xỉn với mấy ông vậy. Nay là ngày của phụ nữ, đúng rồi. Ta được quyền. Ờ, gỏi ăn làm hấp dẫn với màu sắc rồi nhìn hài hòa đẹp ha. Có đậu phộng này ngon lắm nha, rau hún lũi nữa. Ủa xin cho con hát cái bếp được không? Ủa xin vừa rồi ăn chân gà đó. Ông bà cô chú con xin đẹp trai ghê luôn á, mặc bộ đồ đẹp luôn nè, bộ đồ mới luôn hả? Mới 10 mà có làm gì con mặc đồ mới đây? Hả? Mỗi ngày một ngày năm có lẽ là con mặc đồ mới à, chủ nhật thứ bảy là ngày mới. Là ngày của con nha. Chết luôn. Chứ lại chủ nhật con là ngày mới hả? Sớm qua bệnh. Lấy cái gì vậy? Lấy cái gì vậy? Sớm qua bệnh bệnh qua cái gì gấp. Đâu mẹ sẽ nhé. Đúng rồi, cũng phải cho nó thấm rồi mình bỏ cái gì vậy? Cái nữa mà lúc đưa ba ly qua cho mẹ nè. Đây. Ba ly qua cho mẹ để cho ba phải pin nha. Ngon quá. Ngân lấy một cái chén á, con cho hai chén nhỏ thôi, con cho miếng nước chấm màu đỏ. Rồi hai chấm chân gà để ngon. Cái nước chấm màu đỏ chấm ăn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Cả nhà chỗ này nha. Bữa đại gia đình mình ăn tiệc khai mướn 10 của gia đình mình nha cả nhà ơi. Bữa tiệc đơn sơ thôi, hai món. Đó, quan giấy này quan. Rồi bây giờ tới tiết mục lạ hả? Các bạn thấy là ba mình là cũng mua mẹ mình cái bánh kem đúng không? Bây giờ bảo cũng phải tặng quà cho phụ nữ chứ bộ đúng không? Rồi. Hôm nay chơi hồi nãy cái lại một cú khoe cả nhà rồi đó rồi. Đây nay mua cái này là gì mở ra coi. Đỏ. Để cho hai người phụ nữ mình mở đi cho nó. Wow. Cái đỏ này nghi đó. Cái xin tới nhà ơi, trai mình nó tặng cho mình cái đỏ đỏ này nghi quá đi. Mở ra coi gì nha cả nhà. Wow. Dữ nha. Hôm nay con trai mình tặng lớn quá cả nhà ơi. Đây cho cả nhà coi nè. Dữ dằn đây. Người ngon. Tặng cái người ngon. Cả nhà biết sao không? Mỗi năm á một năm á thì ở đó mình tặng cho mình hai lần cái này nữa nha. Đẹp ơn nhưng mà năm nay á là ông xã mình nhường lại cho ông trai mình rồi. Vậy thôi giờ mẹ cũng nhận món quà này. Rồi đó có gì đâu con tặng mẹ đó. Rất là vui, món quà đi hai mẹ con mình rất là vui. Rồi nắng lên chúc mừng ơi. Mỹ Quyền có lý chữ ta. Nhà biết không, hôm qua nhân đùa trên Facebook á là ngày mà mới 19 tháng 10 mà mọi người tặng quà hết trơn rồi. Cho nên là nhắc khéo ai đó quà để em không từ chối. Mà mình chơi thực tế lắm cả nhà, nói chung là cho bất ngờ. Và ví dụ cái này á, mình đã vừa mới mốt mà quà thì cả nhà cũng thấy bảo tặng điện thoại được, tặng quần áo, giày dép thì được, hoa cũng được. Nhưng mà hoa bây giờ thì mình đã cưới rồi, hai đứa con rồi, còn thêm là hả, hoa là ngày sau là nó tàn liền. Cái này thiết thực ha. Chơi cái này là thiết thực. Cộng thêm là ví dụ như mà lỡ mà có mà kẹt á cũng đem đi cầm được, là bác được đó. Nó cũng là thực tế cả nhà ha. Rồi vui vẻ hôm nay mình ăn uống rồi má đi. Mời cả nhà. Đã ngon luôn. Ủa ăn lấy chân gà của anh nè. Này. Đi vô nội đi. Cái này phải có giấy á. Nè đeo cho bà nội, tay bà nội đeo nè. Bà nội đưa tay ra đeo cho bà nội nè. Ôi, nó có bà nội à. Quá đã không cả nhà ơi. Bàn tay không nhìn cái này đẹp quá. Làm vậy rồi, ngày hôm nay là em chỉ gấp đồ ăn bằng tay trái thôi cả nhà ơi. Vui quá là vui. Con ăn gì nữa mẹ? Quá chứ gì nữa không quá. Tính em được rồi. Nay đi khúc luôn cả nhà ơi. Nay tốn khúc luôn. Kệ vui, không lâu rồi cho nó vui vẻ. Quỳnh chào cô chú ơi, Quỳnh ăn thịt không Quỳnh. Em nhận quà của chú không? Ông xã rất là vui luôn.
cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc ba nói cho năm nay Vũ Trâm không có mệt cả nhà. Rồi quá ngon. Có trời đất ơi, cái gì vậy? Phần xin xin có tài gì tặng cho bà nội với mẹ không xin? Xin hát bài lại nhớ người yêu đi. Con hát mình lại nhớ người yêu tặng bà cho mẹ với bà nội đi. Xin. Nó để dành. Không, vậy hả mẹ? Mà nếu bà con có thiếu tiền thì bà cho em. Đồng nghiệp không? Để em mua đôi dép cho mẹ đó. Đồng nghiệp không? Tối mẹ nó kêu nó về trước, nó ôm, nó nói là cái phần này là của con tặng cho mẹ. Ngon quá, nay lễ mà mình ăn về ở nhà ấm cúng cả nhà ơi. Đến bao giờ mà Vision với Bali đi học cỡ 3-4 tuổi mà thường các cô giáo là sẽ cho các bé làm thiệt mẹ nên cái ước gì ngân chờ cái ngày đó lắm rồi cả nhà vậy dễ với bức tranh thì tặng mẹ, em nghĩ lên. Nếu mà con đó gửi tặng cho mẹ một cái thiệt vậy chắc cái tấm thiệt đầu tiên của Vincent ngân ép kiến để làm kỷ niệm sau này luôn á, bắt buộc chứ gì tặng mẹ đó hả, con tặng mẹ đó hả mẹ cảm ơn đi. Mẹ cảm ơn nhìn nha, nó bớt cái đầu vậy. Nó đâu không biết. Trời đất ơi. Như bảo với mặt quá. Mấy cái giấy khen hợp lắm, một giáo tới giờ mẹ thấy mẹ giữ kỹ lắm luôn. Hai mấy ba năm rồi em đi ngon ha. Cái cặp này có độ thọng. Dạ, giấy gỗ này có bộ đắt hàng hả? Ngon. Quay tới quay lui mình không biết mình làm món gì nó ngon mà nó đặc sắc. Nấu nước nấu lỗ lẩu hoài thì nó cũng ngán ha mẹ ha, cô Anh ha. Nước lẩu hoài cũng ngán. Ăn khô uống bia thì không no hơn mà. Nếu mà nhà mình có khách đó mà mình làm cái món gỏi này cả nhà, nhanh cực kỳ luôn. Chỉ có được cái thịt bò và những thứ khác mình làm thôi. Làm cái mắm mình. Ơi Emily. Ai ạ? Chị kìa đó, xin chào cả nhà đi chị. Con gì? Con tên gì? Con Như. Bây giờ bà bạn nhỏ này là ở hàng xóm sát vách bảo đây. Hôm qua xem đi vô nhà thấy cái đúc bạc mình treo đó. Ủa, nhà mình ai làm cái YouTube đây? Cái đấy giờ chú làm á, chú cho con coi đi, cái lật đật chạy về nhà đăng ký comment sáng nay bỏ video lên chào chú con Su đây nữa. Đây rồi coi hả, chạy về hết rồi. Con lớp mấy rồi? Rồi chuẩn bị mai vô khoe bạn nha, mai bỏ video lên rồi bắt đầu mai khoe bạn nha. Bây giờ là gì tương lai như bảo nè, lát đi con có lát đi quýt dạ nha, quýt kìa lát cái dạ nha. Rồi về ha, để coi cả mai cả nhà đó cả nhà ok đại gia đình ơi, thì coi như là cái bữa tiệc ngày 20/10 của gia đình mình thì đến đây bảo xin kết thúc thì cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú anh. Bye bye ông bà cô chú, con nói đi, con uống vô. Bye ông bà cô chú.